Anh Khazan à, vợ của anh đã không còn ở trên đời này nữa. Ngồi dậy đi em, ngồi dậy đi, ngồi dậy đi mà. Anh không để em đi một mình như vậy, không thể nào. Anh phải ở bên cạnh em cho đến cuối cùng. Anh không thể để em đi như vậy, anh không thể để em như vậy được. Ngồi dậy đi mà, em mở mắt ra đi, em làm ơn đi mà, Awati à. Awati, Awati, nhìn nè, cô từng nhớ nhung con gái của cô nhiều lắm mà. Cô lúc nào cũng luôn gọi tên của con bé mà. Bây giờ con bé về rồi mà cô lại bỏ con bé đi sao? Vậy đi Awati, đừng bỏ tôi một mình mà đi như vậy Awati à. Awati à. Mấy ngày rồi con không có nghe hát ru. Mẹ hát ru cho con đi rồi con sẽ ngủ nhanh thôi. Rồi mẹ sẽ ngủ luôn nha mẹ. Vì con chưa ăn gì nên mới có vẻ mệt mỏi như vậy. Con ăn gì đi chứ. Nghe không? Thank you.
Con gái! Mẹ! Con gái! Cậu định cho con gái của tôi ném trải địa ngục khi nó vẫn còn sống phải không? Hả? Con bé, nó đã đem lại cho cậu cuộc sống mới. Vậy mà cậu lại hủy hoại cuộc đời của nó. Mẹ sẽ không để cho con gái của mình khóc nữa. Con không phải sống ở đây thêm giây phút nào nữa hết. Chúng ta cũng không cần phải lấy đồ của con đâu. Nhờ phước lành và ơn phù hộ của thần Đê Vi, ba người chúng ta sẽ đủ để sống mà. Đủ rồi con ạ, con không cần lấy thứ gì hết. Đi theo mẹ đi về nhà. Đi theo mẹ, con không được ở đây nữa. Con Từng, nắm đôi tay này để thật đi. Con vấp ngã biết bao nhiêu lần, thậm chí khi lớn lên, nhưng mẹ vẫn luôn luôn ủng hộ con. Giờ ai ủng hộ con? Ai sẽ khiến cho con hiểu được đây? Sẽ còn ai nữa? Mẹ! Đau lòng khi nghe tin này, anh Thông Gia à. Nhưng mà bây giờ ý của thần linh đã như vậy rồi thì biết làm sao được đây. Mong là anh hãy cố gắng đứng vững. Cả gia đình của chúng tôi đều sẽ ở bên cạnh anh. Anh Khazan, cậu ấy là thanh tra của Chai Sa Si đó. Người con rể vẫn chưa tới hả? Hình như con rể ở tận Mumbai lận, nên ta cũng phải đến chậm hơn chút chứ. Dạ thưa bà, cháu đã đến đây rồi, nhưng có lẽ là anh đi không muốn cháu ở đây đâu bà. Không đâu cháu à, từ giờ sẽ không có chuyện đó đâu. Mẹ của anh đi cũng muốn tìm một gia đình cho anh đi trước khi ra đi. Điều cô ấy mong muốn đó chính là anh đi lập gia đình và sống hạnh phúc với cháu. Đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy. Và Anandi cũng đã đồng ý với mẹ con bé là hoàn thành ước nguyện cuối cùng đó của cô ấy rồi. Cháu không muốn là Anandi chấp thuận theo một kiểu bị ép buộc như vậy đâu. Cô ấy chấp nhận bởi vì không thể nào đành lòng từ chối ước nguyện cuối cùng của mẹ mình.
Đủ rồi, cháu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những điều đó như vậy đâu. Chúng ta có nghĩa vụ phải hoàn thành tâm nguyện của một người đã mất mà cháu. Cháu không cần phải quan trọng quá vấn đề. Anandi cũng đã đồng ý hãy để cho mẹ nó yên lòng đi. Cô ấy đã ra đi thanh thản với hạnh phúc và sự an tâm rằng con gái mình sẽ kết hôn. Anh à, đi thôi. Anh Razan, anh mau đứng dậy đi. Anh tới đó đi. Anh Kharan à, anh hãy ngồi ở đây đi. Nainam chandanti shastrani, nainam dahati pavaka, na chainam kledyantyapo, na shoseti maruta. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devi sarasvatim vyasam tato jayam muddiret kavyavananatno somemashyaiva arimatatha agnivata pitriganah somayah bahirishadastatha yamaya dharmarajaya mrittave chantakaya cha vevasutaya kalaya sarva. Giờ anh hãy đặt dấu Sinu cho cô ấy đi. À, qua tay của tôi thiệt là đẹp. Cô ấy trang điểm như vậy nè, và đến nhà tôi cách đây nhiều năm trước. Cô ấy luôn nói với tôi một câu: em đến đây là một cô dâu, sau này hãy đưa em đi cũng như vậy. Lời nói cô ấy đã thành hiện thực rồi. Giờ em đã hoàn thành ước nguyện rồi đó. Nhưng còn kẻ không may chính là anh, thì bị bỏ lại một mình ở thế giới này rồi. Sao em lại ra đi như vậy chứ? Tại sao vậy em à? Hãy
Anh Khazan à, đã đến lúc phải đi rồi. Biết là ai trong gia đình chúng ta sẽ bước ra để khiêng chỗ còn lại vậy? Như cái người này đâu có bà con gì với anh Khazan đâu, có phải không anh? Cậu ta là ai vậy? Sao tôi không thấy chồng anh đi đâu hết? Hỏi thắc mắc, chồng anh đi không thể tới đây được. Nó có một số công việc quan trọng không thể bỏ. Anh hỏi người đàn ông này là ai sao? Cậu ta tên là Si Trai Sê Kha, là thanh tra từ thành phố xuống. Tôi coi như cháu trai của mình. Vậy à? Thì ra là vậy. Chính vì vậy nó cũng giống như là người trong gia đình của tôi rồi. Hãy về với cõi Vĩnh Hằng. Cầu xin thần linh ban phước. 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 Anh hành đi. Con không thể đi theo họ được đâu. Phụ nữ không thể tham dự nghi lễ hỏa táng được con ạ. Không được đâu cô. Con phải nói lời tạm biệt với mẹ của con chứ cô. Không được đâu mà Anandi. Con làm ơn hãy hiểu những gì cô nói. Nhưng đi con muốn mà. Đi chào tạm biệt mẹ con lần cuối. Con không có được đi đâu. Phụ nữ chúng ta không được ra đó. Anandi, con còn rất nhiều việc vẫn chưa làm được cho mẹ. Mẹ con cũng không đòi hỏi con phải làm điều gì. Cho nên ba làm ơn hãy cho con đi, để con tạm biệt mẹ lần cuối cùng đi mà ba. Làm ơn hãy cho con đi cùng với ba đi ba. Ba ơi, con muốn đi với mẹ. Con gái à? Con bé này đúng là điên thiệt rồi. Không thể để cho phụ nữ tham gia vào nghi lễ như vậy được.
Chuyện này chưa từng xảy ra trong làng chúng ta. Và nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Đúng rồi đó. Phải rồi. Ba ơi, con muốn ở bên cạnh mẹ cũng là có lỗi hay sao? Con muốn đi mà ba. Con muốn được ở bên cạnh mẹ mà ba. Con à. Ba ơi, cháu cứ đi. Bà sẽ đi ra đó với cháu. Cháu muốn sao? Nói lời tạm biệt lần cuối với mẹ cháu đúng không? Đi thôi. Nhanh. Thần linh mà ba phước. Thần linh 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 ba phước. Ba phước. Bà ơi, ba. Mẹ. Bác ơi. Bà ơi, ba. Bà ơi, cháu đi bà. Bà ơi, ba con. Mẹ. Sao tự nhiên mình lại ngủ gật vậy không biết nữa. Rồi còn giấc mơ đó thì... Alo. Alo, chú Ma Khan hả? Con là Sadit. Chú kêu bà nghe điện thoại đi chú. Hiện giờ không có ai ở nhà hết cậu chủ ơi. Mọi người đã tới Pilaria hết rồi. Pilaria? Tại sao? Dạ, mẹ của cô Anna đi mất rồi thưa cậu. Cái gì? Đã lâu chưa? Dạ tôi cũng mới biết thôi thưa cậu. Dạ mọi người trong nhà nhận được tin báo là họ lập tức đi liền à. Trời gác. Anh sao vậy Jagat? Jagat. Jagat, anh sao vậy? Anh nên đi. Mẹ của cô không còn nữa. Mẹ của cô qua đời rồi em à. Mày ép con gái tao phải xuống địa ngục trong khi con bé vẫn còn sống sao? Hả?
Mày đã bỏ nó để đi sống cuộc sống mới với con đàn bà khác. Tại sao mày có thể hủy hoại cuộc đời con gái tao như vậy? Mày có còn là con người nữa hay không hả? Tao sống tới từng tuổi này, tao chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào hèn hạ giống như mày. Mày đúng là một con quỷ dữ. Ba mẹ mày có biết dạy dỗ mày không hả? Trước khi mày muốn kết hôn với người ta, mày phải tìm hiểu người ta đã có vợ hay chưa chứ. Tao không ngờ một đứa con ăn học như mày lại có thể hèn hạ tới mức đi giật chồng người khác. Nếu như Anna đi nhà tao mà có chuyện gì xảy ra, thì tao thề với thần linh, tao có chết cũng sẽ không tha cho mày. Anh không sao chứ? Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những lúc như vậy anh không biết mình nên đi về đâu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Hai chúng ta ai cũng buồn cho bác ấy hết. Nhưng mà em không nghĩ anh đi cần có anh lúc này. Dù sao thì cổ cũng đâu có ở một mình đúng không? Có mọi người ở bên cạnh cổ mà. Họ coi cổ như con gái, trong khi anh thì họ lại đá ra đường như trái banh. Jagat, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh không nhớ hay sao? Cô ta đã làm những gì với vợ chồng chúng ta? Với lại cổ cũng đâu có muốn anh xuất hiện trước mặt cổ nữa đâu. Mình không cần phải lo lắng cho cô ấy. Anh Khazan Singh, hãy cầm ngọn lửa này quả táng vợ mình đi. Anh Khazan à, châm lửa đi. Tôi không thể làm được đâu. Tôi không thể chấp nhận chuyện vợ mình ra đi như vậy. Tôi không đủ sức chống chọi lại chuyện này. Tôi không thể làm được. Tôi không thể. Tôi không thể để mất cô ấy.
Con hãy kết hôn với cậu Si đó. Con đừng từ chối cậu ấy. Con gái à, hãy sống cho cuộc đời của mình. Mẹ không muốn bất cứ điều gì. Ước muốn cuối cùng của mẹ chính là con kết hôn với cậu Si đó. Dạ thưa bà, cháu nghĩ là cháu nên về thôi. Được rồi, về đi. Để cho mọi người lo phần còn lại cũng được rồi cháu trai à. Dạ. Con xin phép đi về thôi bác. Em à, anh biết lúc em mất em vẫn còn lo lắng nhiều lắm. Anh đi nơi vẫn chỉ có một mình, làm sao mà em không lo cho được chứ. Nếu em chịu chăm sóc cho bản thân, có thể giờ em vẫn còn sống rồi. Chắc chắn là vậy. Em có thể được nhìn thấy ngày hạnh phúc của con gái của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi Hawati à. Em nhìn đi. Đây nè, là con rể tương lai, là con rể của chúng ta. Người đàn ông này sẽ lo cho con gái mình. Chúng ta sẽ coi nó như là con trai ruột của mình. Đây giống như một ơn phước mà em để lại cho người sống. Thần Devi đã nhìn thấy. Dạ rồi, thần đã gửi chàng trai này xuống cho con gái của chúng ta nè em. Bây giờ dù em đang ở nơi nào, em cũng hãy bỏ hết tất cả muộn phiền. Em đừng có lo lắng nữa. Những ngày em còn sống, em đã rất đau buồn rồi. Cho nên là bây giờ em cứ hãy, em
hãy vui lên đi được không? Đừng có buồn nữa. Tất cả mọi chuyện đã đi tới bước đường này rồi, kết thúc rồi. Cậu đã tới đây như một ngọn đèn sáng vậy. Cậu như thần linh đối với gia đình tôi. Con gái tôi đã phải chịu qua nhiều đau khổ, chúng tôi là người tạo ra nó, nhưng lại không thể giúp nó hạnh phúc. Dù tôi biết con bé nhiều lúc rất cần chúng tôi ở bên cạnh nó, nhưng giờ đây tôi xin được chắp tay, cậu xin, cậu hãy cứu con gái tôi, hãy làm cho nó hạnh phúc, để mẹ nó được an lòng. Đừng để cho con bé nó phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa. Con bé nó chịu khổ quá đủ rồi. Làm ơn, hãy yêu thương con bé. Người con bé yêu thương nhất đó chính là mẹ nó. Giờ mẹ nó cũng đã bỏ nó đi rồi. Tôi tin chắc là con bé nó sẽ rất đau khổ. Không cần biết gia đình thông gia họ có yêu thương con bé hay không. Bây giờ tôi chỉ tin tưởng ở mình cậu. Cậu hãy nắm lấy tay của con bé và hãy chấp nhận con bé, cho nó đi theo cùng với cậu. Bác hãy cứ tin tưởng vào con. Con xin hứa sẽ làm hết mình mà. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của con là con không thể nói hết những lời này cho mẹ của anh đi nghe. Con muốn nói rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Con sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc, sẽ biến những giấc mơ của cô ấy thành hiện thực. Bây giờ con chỉ có thể nói cho bác nghe thôi. Con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh đi. Con sẽ chăm sóc cho anh đi thật tốt. Thú thật là bây giờ tôi không biết phải nói gì với cô nữa. Những lời tôi nói sẽ không làm cho cô vơi đi nỗi buồn. Tôi hiểu mà. Nỗi đau mất mẹ chỉ có những người ở trong cuộc mới có thể hiểu hết được. Là nó đau đớn và khó chịu như thế nào anh đi à. Nhưng tôi có thể chắc chắn được một điều. Nỗi đau của cô còn lớn hơn như vậy gấp nhiều lần. Những lời của tôi nói chắc cũng không thể giúp gì được cho cô hết. Nhưng mà tôi sẽ dừng ở đây. Tôi muốn được cùng chia sẻ nỗi đau này với cô.
Cô đừng lo anh đi à. Đã có tôi ở đây rồi. की बरसी उसके मरने के 15 दिन बाद ही मनेगी। एक वर्ष तक सोग न चढ़ेगा उसका। जहां आनंदी की मां ने आखिरी सांसें ली थी, अगर तुम वहीं पर बबूत छिड़क दो तो असर ज्यादा होगा। कंवर साहब मान जाओ, वहम निकल जाएगा इसके मन से, क्योंकि उनकी आत्मा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। प्लीज मेरे लिए इतना कर लो।